Namaste. Bạn thân mến, nếu như những ngày bạn làm việc bận rộn, vô cùng mệt mỏi và đôi khi bạn cảm thấy căng thẳng và đôi lúc bạn cảm thấy ợ chua, ợ cay hay là nóng cổ, rát họng và dịch ở trong dạ dày, axit ở trong dạ dày bị trào ngược lên thì nó làm cho bạn rất là mệt mỏi và căng thẳng hơn nữa đúng không ạ? Và bây giờ, trong ngày hôm nay, Tuệ Giang sẽ hướng dẫn bạn cái tư thế tập yoga để giúp cho bạn có thể giảm cái tình trạng này và có thể chữa nó ha. Rồi, trước tiên bạn có thể đứng mở rộng hai chân ra như thế này. Ngay tại văn phòng của bạn, bạn cũng có thể tập bài này nha. Đừng có gù lưng như này nha. Gù lưng như thế này nó sẽ làm ảnh hưởng rất là lớn. Chúng ta hãy đứng thẳng lưng ra, duỗi dài cái cột sống và mềm hai vai của mình xuống. Từ đây, bạn hít vào này, bạn đưa cái cánh tay cao lên như này. Đó, thì toàn bộ từ vùng bụng dưới này, vùng ngực này, vùng ức này nó được đẩy lên và nó làm cho mình thông thoáng. Bạn bắt đầu cổ, bạn cũng vươn lên cho Giang nha. Như này, ví dụ này, hít vào lên này. Đó, chúng ta áp lên và từ từ thở ra. Nhưng mà không đóng gù như này ha. Rồi tiếp tục lần 2, hít vào lên nào. Và thở ra. Lần 3, hít vào nâng lên. Từ từ thở ra nào. Một lần nữa, hít vào nâng lên. Liên tục duỗi ngực, vươn dài cái bụng lên, đúng rồi. Và thở ra nào. Rồi, từ đây bạn sẽ mở rộng hai chân ra như này ha. Trùng hai cái gối lại. Hai cái gối sẽ trùng như này. Trùng vừa thôi nha. Trùng vừa thôi. Từ đây, cái lưng này, bạn hơi quận cái mông xuống. Rồi, thẳng cái ngực, duỗi ra như này. Rồi, nó như thế này bạn này. Không gù như này, mà chúng ta quận xuống thẳng lên như này, được không? Rồi, hít vào lên nào. Tay sẽ như này ha. Thẳng lên như này ha. Thở ra bạn hơi tấn cái chân xuống một tí. Mềm cái vai xuống một tí. Hít thở đều bạn giữ ở đây. Chú ý là chúng ta sẽ thả lỏng vai và tay ra nhé. Mềm hai cái chân này, này. Hít thở đều bạn giữ này. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào, duỗi gối. Và thở ra, bạn thả lỏng tay. Tiếp tục, chúng ta sẽ kết hợp với nhịp thở. Hai tay vươn lên, hít vào thật sâu. Bạn ngửa bàn tay lên ha. Thở ra bạn trùng gối này, hơi quặn mông này. Đó, đẩy ra nha, thẳng lưng, duỗi cái ngực ra. Đúng rồi. Rồi, hít thở đều bạn giữ ở đây, mềm vai xuống. 5, 4, 3, 2, 1. Hãy thả lỏng vai ra, từ từ hít vào thẳng gối. Và thở ra, bạn thả lỏng. Liên tục như vậy chúng ta sẽ làm thêm. Lần 3, hít vào vươn hai cánh tay lên, ngửa bàn tay nào. Thở ra bạn trùng gối, mềm xuống nha, hơi quặn cái mông xuống, đúng rồi, mềm vai xuống, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, tiếp tục hít vào duỗi gối và thở ra, bạn từ từ thả lỏng hai tay. Chúng ta làm thêm một lần nữa nào, hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay lên, up lên ha, up lên. Rồi thở ra chúng ta mềm hai vai và cùi chỏ trùng hai gối xuống này. Hơi quặn mông xuống này. Đó. Hít thở đều mềm vai xuống. Bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào, bạn đẩy thân người trở về thẳng. Và thở ra chúng ta thả lỏng tay. Với bài tập này thì chúng ta sẽ có thể thực hiện từ 5 cho đến 10 lần. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện và giữ lại nó. Giữ lại cái hơi thở đó, cũng như là chúng ta giữ lại cái tư thế đó để chúng ta liên tục đẩy lên ha. Rồi, hai tay vươn lên, hít vào thật sâu, áp tay lên. Thở ra trùng gối này, sau đó mềm vai này. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Hơi quặn mông xuống ha. Lần hai, hít vào thật sâu. Vươn dài cái ngực lên. Từ từ thở ra thật chậm. Lần 3, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Rồi từ đây, hít vào bạn vươn cánh tay duỗi gối, nâng thân người lên. Thở ra chúng ta cùng thả lỏng. Hai tay buông xuôi theo thân. Bạn hãy nhớ là thả lỏng hai vai và cánh tay. Bởi vì chúng ta nếu mà gồng cứng nó sẽ rất là mỏi.
Đó. Và trong quá trình bạn giữ như thế thì bạn càng lỏng cơ bao nhiêu thì chân của bạn càng vững chắc ở phía dưới bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ thu hai chân về như thế này. Hai chân mở rộng bằng hông như thế này. Hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu. Đan tay vào nhau. Thở ra, bạn lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Thở hết ra, nghiêng người qua bên trái nào. Rồi hít vào về giữa. Thở ra, nghiêng người qua bên phải. Oh, rất là dễ chịu. Hít vào trở về giữa. Một lần nữa thở ra, nghiêng sang bên trái. Rất thích. Hít vào về giữa. Và thở ra, nghiêng sang bên phải. Rồi từ đây hít vào trở về giữa. Thở ra, bạn tách hai tay. Rồi từ đây chúng ta thả lỏng ra, thả lỏng ra, thả lỏng vai, thả lỏng vai, thả lỏng vai, thả lỏng vai. Đúng rồi, thả lỏng ra cho ra. Thả lỏng nào, rất là dễ chịu. Đúng rồi, thả lỏng nào, thả lỏng nào. Rồi sau một vài nhịp như này, nhớ là chúng ta hít thở điều hòa bạn nhé. Rồi sau một vài nhịp như này, bạn sẽ thấy bạn sẽ rũ được rất là nhiều thứ ra. Và các cái hiện tượng trào ngược dạ dày nó đưa lên họng nó sẽ giảm đáng kể. Rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. Từ đây bạn hãy đưa hai tay về phía ngực như thế này. Các ngón tay hướng vào nhau. Nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy khí lên nào. Từ từ thở ra, điều khí hướng xuống. Có thể khép mắt để cảm nhận sâu. Lần hai, hít vào nâng lên. Và thở ra. Xả khí đi xuống. Lần ba, hít vào từ từ nâng lên. Từ từ thở ra, xả khí. Một lần nữa, hít vào nâng lên. Mềm mại thở ra nào. Thả lỏng ra, thả lỏng. Bạn thân mến, bài tập này chúng ta có thể thực hiện hàng ngày. Và bạn có thể thực hiện 1, 2 hoặc 3 lần mỗi ngày. Bởi vì nó rất là đơn giản. Ngay tại văn phòng của bạn, nếu như khoảng cách giờ bạn để có thể để Pomodoro khoảng 25 phút, bạn dừng lại và bạn luyện tập bài này. Với tư thế đứng như vậy, bạn có thể thực hành nó. Hoặc là 1 tiếng, nửa tiếng bạn dừng lại, bạn sẽ thực hành bài này. Một ngày 2 đến 3 lần. Nhớ là mỗi ngày ít nhất 1 lần thì sẽ giúp cho bạn sẽ cải thiện rất là nhiều cái tình trạng ợ hơi, ợ chua, ợ cay, ợ nóng và nóng rát họng. Và cái tình trạng mà axit bị trào ngược ấy, nó là một cái tình trạng nó bị căng thẳng quá lâu rồi. Hoặc là thức ăn bạn đưa vào trong cơ thể trong một số các cái tư thế ngồi ấy, nó không được thoải mái. Cái cơ ngực nó được bị đóng lại như này, hoặc là bụng bị chèn ép, gập sâu quá, ngồi lâu quá, thì các cái bài tập đứng này rất là quan trọng. Bạn hãy nhớ lưu lại và chia sẻ tới những người xung quanh. Nhớ bấm vào nút like, để lại comment những điều tuyệt vời nhất để ghi lại cảm giác này. Nhớ là nếu là lần 2 bạn luyện tập rồi, hay lần 3, lần 5, lần 10 bạn luyện tập rồi, bạn cũng để lại comment xuống bên dưới. Và cái số lần bạn luyện tập đấy nó sẽ tạo cho bạn những cái cảm xúc cũng như là cái cảm giác trên thân khác biệt hoàn toàn. Và Tuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.